Core Drip USA High-End Equipment Instruction, cẩm năng hướng dẫn sử dụng nhanh thiết bị Hoa Kỳ tại Toy Dream Center. Chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn sử dụng thiết bị Mỹ Đế 2M của THOL Dream Center. Tôi là Duy Nguyễn, THOL Founder. Xin giải thích một chút, performance không, nó không chịu nhưng mà phải performance plus. Dòng máy là stop top, ok. Cái hệ máy của cái nhà sản xuất này là nó sản xuất cái máy dòng 2M tức là dòng chất lượng cao của Mỹ Đế. Rồi tiếp tục đi cái tên máy nè, bicep, tricep, tức là cái dòng hệ máy là tên là hệ máy duo với tắt là chữ D. Đó là hai tính năng bicep và tricep. Vậy thì để khởi động chế độ bicep và tricep như thế nào, chúng ta cùng vào đếm dấu nhớ 1 2 3. Âm 1 âm 2. Âm là cơ tam đầu tricep, dương là cơ bicep. Cách chọn: một tay cái vĩnh đây, hai tay ngón này ngón trỏ, ngón này ngón giữa kẹp vô nút vàng, kéo ra vĩnh này nha. Vĩnh á, không vĩnh nó rớt vậy thôi à, chứ gì á. Vĩnh nè, cái vị trí nè, đầu tiên ngay đây là vị trí số 0, ở đây là vị trí số 1 nè, 2 nè, 3 nè, cách thả chốt đi cũ, vô, vô, qua âm, vô. Đó là những chỗ chỉnh máy để chỉnh nhóm cơ tập tricep or bicep. Rồi bây giờ để chỉnh vị trí ngồi, thấp lùng cao nè, nó sẽ có 5 móc, 1, 2, 3, 4, 5, theo chiều từ trên xuống. Cái mức 1 là mức cao nhất dành cho thằng lùng, mức 5, mức thấp nhất dành cho thằng cao. Nha, nhớ, cách chỉnh như thế nào? Ví dụ như em ngồi như vậy, tụi em chỉnh quen á, tụi em kéo cái chốt mò sao nè, nhìn tướng đây nè. Đó, nó phải giữ tặc cái cục mới được nha ba. Đó, nè, lên. Rồi, chỉnh chưa quen đó đúng không? Lật lại giống cái máy cũ anh hướng dẫn đúng không? Đó, vô phòng gym BBT là các bạn phải làm quen với thiết bị. Rồi, ok, anh sẽ test cho em hai móc. Móc số 5, test trước ở mức tạ chỉnh vô đó là phải sát. Nếu mà nó không sát thì sao? Thì tụi em nè, canh canh đây nè, chút xíu dặn dặn cây này lên nè, nè nè ra đó, cây này chỉnh lên chỉnh xuống nè, đó để cho nó vô cái lỗ nè, không đó. Rồi cái cuối cùng, cái vị trí này chỉnh tạ thêm được 10 pound, nó chỉ có tác dụng cho cây thấp nhất thôi. Cây thấp nhất nó nặng quá thì tụi em nó hết thêm được rồi. Tụi em muốn cho nặng thêm, chỉnh qua vị trí 10 pound như vậy, cái mũi tên đỏ chỉ ra số máy nó là thêm bao nhiêu pound. Đó, chỉ có THOL mới có này thôi. Tập mỗi set 12 cái. Đúng không? Đó, thả tạ nhẹ nhàng. Cái cuối cùng căng ra. Rồi bây giờ chúng ta qua tay sau, chỉnh lại. Hai cái chân này không? Hít nè, tới đây nè. Okay. 10 cái tới 12 cái. Hãy đến với hệ thống THOL Dream Center để được sử dụng những máy tập đẳng cấp hàng đầu hành tinh. Để
có lịch trình phù hợp, các bạn có thể xem giáo trình Duy Nguyễn Gym Phổ tại website tholgymcenter.com.vn hoặc YouTube Thể Hình Online. Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp, các bạn có thể gọi về số điện thoại 1900 2050. Chúc các bạn có những giây phút tập luyện vui vẻ và hiệu quả. Xin cảm ơn các bạn. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.